Xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn ở trong clip ngày hôm nay. Ở trong clip ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn mấy cái nội dung đặc biệt là về ruồi vàng các bạn nhé, hoa quả. Các loại hoa quả bây giờ thì sợ nhất là gì đúng nhỉ? Sợ nhất đó chính là con ruồi vàng các bạn ạ. Rùi vàng đó là cái con mà con ruồi nó đẻ đẻ trứng, đẻ ấu trùng vào quả quả táo đấy, ví dụ như quả táo đầu vụ như đội mình mà không khoanh à không chưa xử lý thì là nó có có rồi vàng nó đẻ và khi nó vào đường khi quả nó xốp và nó sẽ nở con ra và cắn ra và không ăn được đó đó là cái mà sợ nhất ai cũng sợ từ các anh chị từ miền bắc miền trung miền nam hay đâu đâu cũng thế không chỉ quả táo này đâu quả cam quả bưởi quả bòng quả các loại quả hoa quả không ở trong nhà kính không ở trong nhà lưới thì chắc chắn rồi cái việc mà nó châm nó chọc nhưng mà không xử lý thì không thể được thu hoạch đó và đặc biệt là năm nay thì giống như mình đã chia sẻ ở các clip trước ấy năm nay rồi vàng nó phá cực mạnh luôn các bạn nhé không không phải quả táo hay đâu bưởi các thứ nó cũng thế rồi các loại khác cũng thế nó phá năm nay nó phá cực mạnh luôn đó thì đây mình mời các bạn test thử một quả những cái quả mà những cái cây quả nó ra quả sớm ấy thì mình không xử lý vì nó cũng ít nữa không bỏ nên là mình không xử lý nó rụng ra đây còn có một vài quả nó to trên này không mai mời các bạn thử đi Như quả này chắc không còn nữa Quả này cũng không còn ruồi vàng nữa, Không còn dòi ở trong nữa Đây quả này nó bị châm này Đây Đó, Nó châm là nó méo hết luôn này các bạn này. Đấy, đây, đây là lối châm của ruồi vàng Đấy. Có nhiều quả nó còn châm méo lên nó xuống cơ Nhưng quả này thì mình nghĩ là bên trong là nó cũng đã Quả này thì vẫn được thu nhé khả năng là nó vẫn Bởi vì đội mình đã xử lý rồi Thì đương nhiên rồi Thử xem là bên trong nó có sâu có sốt gì không nhé à. Đấy. Giờ, ừ. dạ. Mình cắn một miếng này Đây cái miếng mình cắn ra đây Bên trong nó không sốt một tí nào luôn các bạn ạ Đó tức là quả này đó đã xử lý được ok hết này Đấy, Và bên trong nó bình thường này Được chưa đó, đó là cách xử lý lại là làm sao mà khi cải quả rùi vàng nó châm rồi mà vẫn được thu Đấy là cách xử lý như thế nào thì rất nhiều các anh chị uh, có rất nhiều cái cách làm cách xử lý và cách gọi là loại bỏ cái con rùi vàng này cho quả táo thì ở mình thì mình hay xử lý như thế nào thì các bạn cùng xem ở video ngày hôm nay để chia sẻ thuốc thang cũng như là kinh nghiệm cho các anh chị và các bạn nhé còn thì quả này thì mình tiếp tục mình thử ăn luôn này các bạn ăn luôn nhé. Uhm, uhm. xin còn ngọt rồi các bạn ạ chuẩn bị vào đường này lát mình sẽ test một hai quả nữa nhé quả kia nữa kìa những quả nó ra sớm còn những cái quả mà nó ra sớm lứa trước to hơn đấy đây những quả mà nó rụng trước rồi đây các bạn nhìn này đó những quả này cái quả này cũng rất to rất bự này các bạn này bự cực luôn này đó nhưng mà vì nó ra sớm tinh luôn nên là đội mình không xử lý còn cái lớp này đội mình xử lý thì nó cũng đã ổn rồi uhm. Uhm không có gì luôn nhé. cái thời điểm này là thời điểm rất quan trọng các bạn ạ, thời điểm rất quan trọng, đấy, thời điểm nó như tạo quả này, lớn quả này, quả này quả nó lớn này, đấy nên là ruồi vàng bệnh tật này cần phải xử lý từ thời điểm này. còn thời điểm khi mà nó đã nó chuẩn bị chín, chuẩn bị ương lên rồi thì lúc đấy thì gần như bỏ mặc thoải mái luôn các bạn ạ. cái còn thời điểm này là thời điểm tối quan trọng, giống như kiểu lúc mà <laughs> mình nói là lúc còn trẻ con đấy cần phải chăm bẵm ấy, còn khi mà nó đã lớn lên rồi thì Tôi yên tâm các bạn ạ Rồi vàng rồi bệnh tật cũng không còn đâu Nên lúc chuẩn bị thu gần như không Hàng mấy tháng liền không phải xịt một loại thuốc nào cả Nhưng thời điểm này thì phải xử lý các bạn ạ Đó phải xử lý thì mới được thu hoạch nhé Bây giờ mời các bạn thử test thử một cái quả kia nữa xem sao nhé đây. À, mình Đây cái quả này đây. Quả này mình cũng nghĩ là nó cũng đã bị rùi vàng châm rồi Bởi vì nó ra lớp đầu mà Đây Đúng rồi Đó đây các bạn nhìn thấy cũng vẫn là vẫn lốt đó đúng không? Đây cái lốt này lốt rồi vàng nó châm này, đây cũng rồi vàng nó châm này. Giờ mình chỉ cắn thử ra nhé. Ừ. À quả này thì bị các bạn ạ. Quả này thì nó bị một chút nhưng mà không còn sâu. Đây. Nó bị một chút ở phía trong này, chỗ này là hết này. Chỗ này là là vẫn bị này. Ờ ừ, nhưng không không có sâu các bạn ạ. Ừ. à có, có có vẫn có. Nói chung là quả này phía bên sâu bên trong rồi. Đấy thì những quả như này nếu không xử lý, nếu mà không xử lý là không không được thu các bạn ạ, không được thu đâu. Đó, thì vậy thì cách xử lý như thế nào để cho uh, hoa quả nói chung, cũng như quả táo này nói riêng, không bị ruồi vàng nó phá, hoặc nói châm rồi thì bị xử lý như thế nào. Thì bây giờ mời các bạn sẽ cùng vào, mình cùng uh, đây, thăm mình uh, cái các loại thuốc này mình gửi cho các bạn nhé. Đây, hôm nay mình sẽ gói và gửi cho các bạn, các anh chị luôn. Này đang là những cái ngày cuối của tháng 9 2022 các bạn ạ, cuối tháng 9 âm lịch ấy. Đó, táo thì cũng đã rất là đẹp rồi, rất là quả rất là to rồi. Hoa đã hết các bạn nhé. Còn giờ bắt đầu vào thúc quả này, chăm quả này. Đó, chăm quả này và phải xử lý thuốc thang. Thì các anh chị các bạn uh, tiêu dùng hoàn toàn yên tâm như thế này. Uh, phun thuốc thang đúng không nhỉ? Thì bây giờ thì hoa quả nào cũng phải phun thôi nhưng quan trọng là sau khi chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch ấy, thì được cách ly rất là an toàn. Thứ hai nữa là phun uh, ở thời điểm này thôi chứ thời điểm thu hoạch thì gần như không phải phun một cái gì cả luôn các bạn ạ. Nó rất là yên tâm nhé. Còn thời điểm này thì chắc chắn là phải xử lý rồi. Trừ các bạn kể cả trong nhà kính nhà màng thì các bạn cũng vẫn phải xử lý thôi. Trừ các bạn xử lý theo cái dạng hữu cơ hay là xử lý gì gì đó thì mình chưa rõ nhưng với thời điểm này những cánh đồng minh mông của mình đây thì đương nhiên xử lý. Nhưng quan trọng nhất mình nhắc lại là đảm bảo cách ly sau thu à, đến thời điểm thu hoạch ấy. Thôi không để các bạn chờ lâu nữa. thì Chúng ta sẽ cùng vào nhé. Đó là đây là cái cặp đôi huyền, huyền thoại để gửi cho các bạn canh các chị. Này. Đây đây là cặp đôi để chị rùi vàng. Mà cái tác dụng của thằng chai mét nhập khẩu anh quốc này các bạn này. Đó chai này thì nó là xua đuổi này. Cái chai này là chai dẫn lưu dẫn hai chiều các bạn ạ. À, cái gói này gói lưu dẫn hai chiều. Đó thì nó sẽ À, diệt trứng này ví dụ như là những cái con nào mà nó rồi vàng nhé nó châm vào quả kìa à, ví dụ châm vào những cái quả nó đẻ ấu trùng đẻ trứng vào rồi thì khi mà xử lý cái này xử lý cái này thì nó sẽ ung trứng và quả táo nó sẽ vẫn thu giống như quả táo mình ăn đầu tiên ấy, đúng không ạ còn cái chai này thì nó có chức năng là nó xua đuổi Đấy, tức là khi mà nó đến thì nó thấy cái mùi đúng không nhỉ hoặc là nó thấy cái gọi là thấy cái mùi cái vị thì nó sẽ không dám vào vườn của mình nữa. Còn nếu con nào đã chót vào rồi thì đã có cái này nhỉ. Đấy, đã có cái hộ mang tím này. Đó. Thì cái này thì chúng ta có thể phun trực tiếp các bạn ạ. Cái cái chế phẩm này mình có thể phun trực tiếp khi quả còn non nhé. Khi quả này mình ta phun trực tiếp luôn. Trực tiếp vào cây, còn khi mà uh, quả mà chuẩn bị được thu rồi thì ta phun gián tiếp, ví dụ phun vào gốc này, để phun vào bờ rào này hoặc là làm cái bẫy nhúng vào cái uh, tấm rẻ rồi cho vào cái chai treo lên, treo lên hết lên này vì là ở chỗ nhà mình đây thì là đồng loạt hai là diện tích nó cũng rất là rộng nên đội mình thì gần như là đến thời điểm này xử lý thì sẽ không còn rồi vàng từ giờ đến cuối vụ các bạn cứ yên tâm là không có một quả rồi vàng mà cũng không phải treo gì cả Bởi vì chỉ cần xử lý qua là ok thôi đấy còn như vị các anh chị mà ở, những nơi mà một mình một đồng một mình một vườn táo ở giữa cánh đồng thì các anh chị phải xử lý kỹ càng hơn phải xem kỹ càng hơn nhé đó, thì ngày hôm nay mình gửi cho tất cả các anh chị đây toàn bộ là hôm nay là toàn bộ là gửi cho các anh chị uh, từ cao phong hòa bình này mai châu hòa bình này um, thanh hóa này uh, kim thành hải dương này anh chị ở uh, gia bình yên phong bắc ninh này ở uh, anh ở uh, thái nguyên này uh, chị ở uh, nghệ an này Nói chung là bằng này tất cả các thứ thì lát sẽ mình sẽ đóng để gửi cho các anh chị. Ngoài cái thuốc đặc trị, cái combo này các bạn nhìn này, đấy, đây. Toàn bộ đây là sản phẩm này. Đó, sản phẩm này. Để mình gửi cùng với cả cái combo này. Có nhiều nhất là anh Cường ở Cao Phong Hòa Bình hôm nay thì mình sẽ mới gửi được cũng nhẹ bởi vì là bên vừa rồi mưa quá thì anh cũng thông cảm nhá. Em mấy hôm vừa rồi cũng bận mà mưa lạnh nên là cũng ngại. Đấy và hôm nay thì gửi luôn tiện thể luôn cho các anh chị ngoài cái combo. Đây, đây là cái combo và vàng nhận à, diệt rùi vàng đây. Thì còn có cái um, dưỡng quả này các bạn này. Và hai là bệnh này. Đó, đặt trị bệnh. Thì cái uh, riêng cái trị bệnh này các bạn nhé. Trị bệnh này thì uh, những cái đợt vừa rồi, những cái đợt năm trước cũng như là cách đây khoảng đợt vừa rồi với cả thời gian trước ấy thì là cái hàng Super cup nhưng mà cái hàng đến năm nay đợt này thì công ty lại chuyển sang cái mẫu mã mới nên là các anh chị sẽ chuyển sang cái hàng này giúp nhé. Đó, hàng sản phẩm của nông dược cực kỳ ok các bạn ạ. Đó. Sẽ gửi cho các anh chị đặc trị thán thư mốc xương phấn trắng bởi vì năm nay phấn trắng nó cực kỳ nhiều luôn, các anh chị chia sẻ rất là nhiều nên là các anh chị yên tâm nhé. Đó, sử dụng sử dụng cái sản phẩm này thì các bệnh về táo nó sẽ hoàn toàn biến mất và quả táo nó sẽ rất là bóng đẹp và nó sẽ lớn đó và đây là một cái dòng kích rễ cực mạnh luôn để ví dụ những những cây táo nào nó to hoặc là nó nhỏ nhưng mà cơ bản nó sai quả thì các anh chị phải dùng kích rễ này để hỗ trợ cho rễ bộ rễ nó khỏe nó ăn chất dinh dưỡng để các anh chị sẽ có được những cái trái táo thật là lớn nhé đây là cái sản phẩm vi lượng phân bón cao cấp nó rất là tốt cho cây trồng sản phẩm cực tốt luôn các bạn ạ thì cái mấy gói kích rễ này thì em gửi cho chị xanh tại Thái Thụy Thái Bình nhé. Chị xanh nhé. Đó. thì với cái thời điểm này thì em xin nhắc lại cái công thức chăm bón là như thế này. Đấy những cây táo, đó những cây táo đây. Thì các anh chị thứ nhất là phân chuồng, phân hữu cơ, phân đạm cá, phân to mại các loại phân, các anh chị chăm bón thúc mạnh lên cho em. Thứ hai cây mà yếu hoặc là có thể ấy thì mình tăng kích rễ nhé để kích dễ như những cái dòng này các bạn này hoặc hu mic này đấy, rất là ok thứ ba nữa đó là xử lý ruồi vàng đấy ruồi vàng đấy ruồi vàng đây đó ờ, dưỡng quả ờ, xử lý loại bệnh thế là ok thôi nhỉ còn chúng ta sẽ quan sát xem có nhện đỏ chúng ta xử lý còn nếu không chưa có nhện đỏ thì không cần phải xử lý đâu Ví như đây sạch lá rất là sạch này các bạn này đó rất là sạch luôn nhé quả rất là thì chúng ta chăm đến thời điểm này thì nó sẽ lớn thôi và tầm khoảng tầm một tháng nữa nha các bạn nhé một tháng nữa là táo đã bắt đầu vào thu rồi Nên năm nay thì có thể thời tiết nó muộn hơn so với các năm nhưng khi mà bắt đầu vào thu thì sẽ thu hoạch từ khoảng tháng 10 âm lịch đến khoảng tầm tháng 2 âm lịch tức là uh, táo xuân đã thu trước và táo đài là loan sẽ thu sau đó thì từ lúc thời điểm đó tóm lại là chỉ tập trung vào thu thôi còn chăm sóc thì nó kết hợp song song còn thuốc sâu lúc thời điểm đó nó sẽ giảm các bạn ạ à. Gần như là không có nữa Nên là trái táo rất là an toàn Để trái táo ở bà con anh chị em chúng em sản xuất đây Nó là như vậy Đấy bây giờ thì Trong buổi sáng này thì Mình cũng sẽ tranh thủ nhé Đóng gói ghém này Hộp Hộp diện các thứ hết đây để đóng để gửi cho các anh chị Để các anh chị em về xử lý cho kịp thời vụ của mùa táo 2022-2023 Thì chúc tất cả các bà con các anh chị em yên tâm Xử lý yên tâm còn có vấn đề gì mà chưa rõ chưa hiểu về cách xử lý rồi vàng đúng không nhỉ thì có thể là điện thoại trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0368052750 còn ở chỗ các anh chị mà chưa có các sản phẩm này hoặc là muốn dùng cái sản phẩm ở trên kênh núi đôi lục ngạn thì các anh chị cũng alo cho kênh núi đôi lục ngạn thì mình cũng sẽ tư vấn và gửi chia sẻ cho các anh chị các loại thuốc bệnh đặc trị rồi vàng nhện đỏ thuốc bệnh rồi thì các sản phẩm liên quan thì cũng rất mong bà con anh chị em được mua được giá bội thu. Hãy xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các clip tiếp theo và luôn đồng hành cùng với cả các vụ mùa lục ngạn nói chung trong đó mùa táo 2022, 2023 nói riêng thì chuẩn bị táo chín rồi các anh chị ở mọi miền đất nước thì cũng có thể ủng hộ các sản phẩm táo chín các bạn nhé quả táo nhé đó rất là ngon rất là tuyệt vời hoặc là về trực tiếp vườn táo trải nghiệm à, vặt táo hai táo tại vườn luôn các bạn ạ à, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây còn bây giờ thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn đóng hộp đóng thùng hết tất cả những chỗ này để gửi cho các anh chị các bạn trong cái buổi sáng ngày hôm nay để các anh chị nhận được sớm nhất giải quyết xử lý ở trong cái vườn táo nhà mình cho đảm bảo. Bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị, các bạn.